Trong video này thì chúng ta sẽ luyện tập trừ các số có nhiều chữ số. Ở đây mình có một ví dụ 1000 trừ đi 528. Và mình sẽ làm theo hai phương pháp khác nhau để chứng minh cho các bạn rằng dù làm theo phương pháp nào thì chúng ta cũng nhận được cùng một kết quả. Trước tiên thì mình sẽ biểu diễn trực quan phép tính này nhé. Mình có một hình chữ nhật và hình chữ nhật này có chiều dài là 1000. Và mình cần phải trừ đi 528. Mình sẽ biểu diễn 528 ở đây nhé. Đây là 528 này. Và phần còn lại sẽ chính là hiệu của phép trừ mà mình đang cần tìm. Mình sẽ viết bằng dấu hỏi chấm. Bây giờ thì mình sẽ làm theo hai cách khác nhau. Ở bên trái thì mình sẽ vẽ ra một bảng giá trị và mình sẽ biểu diễn phép trừ này trong bảng giá trị đó. Ở bên phải thì mình sẽ trừ theo cách tiêu chuẩn nhé. Được rồi, bây giờ mình sẽ làm cả hai cách cùng lúc nhé. Mình sẽ vẽ một bảng giá trị ở phía dưới. Mình có hàng nghìn này. Đầu tiên là hàng nghìn. Và mình có 1 ở hàng nghìn. Tiếp theo thì mình có hàng trăm. Mình có chữ số 0 ở hàng trăm. Và bên này thì mình có số 5 ở hàng trăm. Ở hàng chục. Hàng chục thì chúng ta có 0, 0 chục ở bên này và 2 chục ở bên này. Và cuối cùng hàng đơn vị. Hàng đơn vị chúng ta cũng có 0 đơn vị ở bên này và 8 đơn vị ở bên này. Bây giờ thì mình sẽ viết lại các con số để chuẩn bị làm theo phép trừ tiêu chuẩn nhé. Mình có 1000, rồi đến 0 trăm, 0 chục và 0 đơn vị. Và mình sẽ trừ đi 528, trừ đi 500, 20 và 8. Được rồi, bây giờ thì mình đã sẵn sàng để thực hiện phép trừ. Mình sẽ vẽ nốt bảng bên này nhé. Đây là một bảng giá trị. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với 1000. Mình sẽ viết số 1 ở hàng nghìn. 1000. Và bây giờ mình muốn lấy 1000 trừ đi 528. Nhưng vấn đề là ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của 1000 thì chúng ta không có gì cả. Vậy nên làm cách nào để mình lấy 1000 trừ đi 528 nhỉ? Ở bên này cũng thế, mình không thể lấy 0 đơn vị trừ đi 8 đơn vị được. Tương tự ở hàng chục, mình cũng không thể lấy 0 chục trừ đi 2 chục được. Vậy nên cách làm của mình sẽ là vay từ hàng đứng trước. Chúng ta sẽ chia nhỏ 1000 này thành các giá trị khác và chúng ta điền vào các hàng giá trị khác nhé. Ví dụ như mình có thể viết lại 1000 thành 100. Mình sẽ xóa 1000 ở đây đi. Và mình viết lại nó thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Mình sẽ xóa số 1 ở hàng nghìn và viết lại thành 100. 100. Vậy là bây giờ mình có thể lấy 100 trừ 500 rồi. Hàng trăm đã được giải quyết. Nhưng chúng ta lại gặp vấn đề ở hàng chục và hàng đơn vị. Ở hàng chục và hàng đơn vị chúng ta vẫn chưa có thể trừ được. Vậy nên mình sẽ tiếp tục lấy 100 ở hàng trăm và mình viết lại nó thành 10 chục. Mình sẽ vay 100 ở đây và viết lại nó thành 10 chục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình sẽ viết lại. Mình bỏ 100 ở đây đi và mình ghi lại thành 900. Và mình đưa nó sang hàng chục và mình viết lại thành 10 chục. 10 chục. Tiếp tục thì mình sẽ vay một chục ở hàng chục để cho vào hàng đơn vị và mình sẽ viết lại thành 10 đơn vị. Mình sẽ vay một chục ở đây và viết lại thành 10 đơn vị. Đó là 10 đơn vị. Mình sẽ vay một chục ở đây và chúng ta chỉ còn lại 9 chục. Và mình sẽ cho một chục đó vào hàng đơn vị. Mình viết lại thành 10 đơn vị. 10 đơn vị. Bây giờ thì dễ rồi đúng không nhỉ? Chúng ta có thể thực hiện trừ thôi. Mình sẽ lấy 10 trừ đi 8 đơn vị. 10 đơn vị trừ 8 đơn vị thì chúng ta còn 2 đơn vị. Ở bên này cũng thế. Mình có 10 đơn vị
Mình sẽ bỏ đi 8 đơn vị ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và mình còn lại 2 đơn vị thôi nhé. 2 đơn vị. Tiếp tục ở hàng chục thì chúng ta sẽ lấy 9 chục trừ đi 2 chục. 9 chục trừ đi 2 chục và chúng ta còn 7 chục. 7 chục. Tương tự ở bên này thì mình sẽ có, mình lấy 9 chục và mình gạch bỏ đi 2 chục. 1, 2 và mình còn lại 7 chục. Đây là 7 chục nhé. 7 chục. Và đây là 2 đơn vị. Mình còn 7 chục và 2 đơn vị. Mình sẽ viết 7 và 2 cùng màu nhé. 7 là màu hồng và 2 là màu trắng. Và hy vọng bây giờ các bạn đã hiểu cách mình vay từ hàng đứng trước để trừ cho hàng đứng sau. Cuối cùng thì mình có 900 trừ đi 500 và mình còn lại 400. Mình có 900 ở đây và mình bỏ đi 500. 1, 2, 3, 4, 5 và mình còn lại 400. 400. 400 ở bên này và 400 ở bên này là giống nhau nhé. Vậy thì với cả hai phương pháp này thì mình đã vay từ hàng đứng trước để trừ cho hàng đứng sau. Mình đã lấy 1.000 từ hàng nghìn và mình viết lại nó thành 10 trăm. Sau đó mình lại vay 100 từ hàng trăm và viết lại nó thành 10 chục. Và vay 1 chục từ hàng chục để viết lại nó thành 10 đơn vị. Sau đó thì mình trừ bình thường.